số 89 Hà Xuân Trưởng và số 96 Phạm Ngọc Châu. Và như vậy là hiệp 1 cuối đầu giữa Bất Động Sản Nam Dương và Bưng Biền đã được bắt đầu. Không được. Và căng ngang rất nguy hiểm với tình huống ập vào là của Huỳnh Thanh Danh. Vẫn là cao thủ Bưng Biền, cú dứt điểm. Vẫn chưa phải là bàn thắng. Người vừa có pha dứt điểm đó là Nguyễn Văn Tâm. Châu Hí. Vẫn là số 96 căng ngang. Và như vậy là đã có và lập công đầu tiên. Ở một góc rất hẹp, chúng ta tưởng chừng như bóng đã đi ra ngoài mép lưới, nhưng bóng đã nằm gọn bên trong. Văn Tâm là người đã lùi về cứu bóng nhưng không thành. Cơ hội trở lại với các cầu thủ Bưng Biền. Phối hợp 1-2 không thành công. Lộn Xuân không được. Huỳnh Thanh Danh là người đã bỏ lỡ cơ hội trước cầu môn. Anh đã xử lý qua điềm tĩnh, nhưng pha đá bóng cuối cùng của anh lại đưa bóng ra ngoài. Vẫn là cao thủ áo đỏ. William 2-0 dành cho Bất Động Sản Nam Dương. Một pha đá bóng mồi rất hay. Chỉ cần một pha chạm chân nhẹ thôi thì bóng đã đổi hướng và thủ thành của Bưng Biền đã phải bó tay. Đó là pha chạm bóng đảo hướng của anh Quý. Họ thường bị cắt và tạo nên những tình huống đối phương phản đòn rất nguy hiểm. Duy Nhật không được. Đó là một pha đá bóng lỡ, không có vì mục tiêu rõ ràng. Nó đã khiến cho cơ hội trôi qua. Pha bóng hụt rất nguy hiểm và bị trừng phạt. Pha lập công là của Quang Phở. Một sai lầm đến từ Khổng Đình Hùng. Tình huống có thể nói là dũng mãnh. Chúng ta hãy cùng xem lại cú ra chân của Đặng Ngọc Vinh Quang. Cú ra chân hết lực. Hùng Khổng. Rất tốt. Nguyễn Phúc. Cơ hội. Hơi nắn nót trong quyết định xử lý. Nguyễn Phúc quá cầu toàn với đội bóng này. Cú sút xa. Tiếp tục là pha ra chân của Châu Hí. Trên Sài Gòn và Quốc An Comisen, trận đấu tiếp theo mà chúng ta sẽ theo dõi cực kỳ hấp dẫn. Không được. Qua đang tiếc ở tình huống vừa rồi, Hiếu Cà Mau đã để bóng ra ngoài. Đồng đội của anh đã thực hiện một tình huống truyền như sút. Bóng rất căng. Mất bóng nguy hiểm. Trương Văn Thái Quý. Đường chuyền hợp lý. Phản xạ tốt của thủ môn Thiên Phú. Đến lúc này thì ít nhất là trong những pha đối mặt thì Thiên Phú cũng đang cho thấy được giá trị của mình. Trương Văn Thái Quý. Pha phối hợp rất hay. Không được. Cũng không thể đá bồi sau đó. Chiến thắng đang đến rất gần trong tầm tay của Bất Động Sản Nam Dương. Một chiến thắng vô cùng quan trọng trước khi họ bước vào vòng đấu cuối cùng. Và lúc này thì tiếng còi của trọng tài đã cất lên. Thắng lợi với tỷ số 2-1 đã thuộc về Bất Động Sản Nam Dương. Họ vượt qua chính đối thủ trên bảng xếp hạng.